Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các đoàn thể đại diện học sinh thân mến, nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em rất vinh dự được học sinh nhất là học sinh lớp 8 nên tôi phát biểu trong ngày hội trọng đại này. Trước tiên em xin kính chúc các quý vị đại diện học sinh, kính chúc các thầy giáo, cô giáo có con các tốt, có nhiều thành công như thường trồng nhiều. Kính thưa các thầy cô giáo, uống nước nhớ nguồn, em phải nhớ kỹ một tay. Từ thở ấu thơ, cách sách đến trường, chúng em đã được thầy cô dạy nữa. Điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên để chúng em nên người. Là người Việt Nam, chúng em không thể nào quên truyền thống phong tục truyền thống mà ông cha đã truyền dạy từ bao lần đây. Không thầy cũng là làm nên, chính thầy cô đã chắc chắn cho những ước mơ của chúng em nghe cao. Ngày giáo Việt Nam 20 tháng 11 là ngày lễ và cũng là ngày vui của thầy cô giáo, đồng thời cũng là ngày để chúng em tỏ lòng biết ơn vô hạn đến với những người đã có công dạy dỗ chúng em trong những năm qua. Kính thưa các thầy, cô giáo, chúng em được cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng lớn khôn lên người rồi đến tuổi đẹp. Chúng em được đến trường, thầy cô giáo đã trở thành người cha người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô vừa là người những người bạn lớn tuổi, vừa là những người cha, người mẹ luôn hướng về phía những đứa trò nhỏ với cái nhìn ấm áp, dịu mát, yêu thương. Thầy cô đã trang bị cho chúng em hành trang tri thức để tự tin bước vào đời, hăng say đối đầu với những cơn sóng gió. Chính thầy cô đã hướng cho chúng em về một ngày mai là ngày bước vững quả trên đường đời. Chúng em biết dốc, biết cười được mảnh đời, biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, biết yêu thương gia đình và yêu thương quê hương. Thầy cô đã dạy cho chúng em biết bớt thời gian, trường tự tính, biết giữ đời trong sạch để hãng hồn, giao có đặc biệt. Chúng em biết vừa ra sự trời, thầy cô sẽ tiếp tục đưa bao nhiêu ra đường không tiếp tục. Rồi thời gian sẽ trôi qua, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa tất cả, nhưng điều đó chắc chắn tất cả là chúng em sẽ không bao giờ quên những ngày tháng đã được học ở mấy trường này. Chúng em sẽ không bao giờ quên công ơn của thầy cô. Chúng em chỉ là những học trò nhỏ, không biết làm việc gì lớn lao. Chúng em xin hứa công lời thầy cô, chúc cố gắng học tập thật tốt, phấn đấu đạt nhiều những người làm nhiều hay việc tốt để dân cảm thầy cô, thể hiện lòng biết ơn không giao dạy dỗ của thầy cô đối với chúng em. Cuối cùng, năm ngày 20 tháng 11, em xin thay mặt toàn thể các bạn học sinh của lớp 8 Hà Tân, kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và học sinh thành đạt trong các công tác đạt được. Chúc các bạn học sinh luôn biểu hiện ngoan hành tốt, xứng đáng là con người giỏi. Chúng em xin chân thành cảm ơn.